Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng khi Moscow tiến quân ở nhiều khu vực chiến lược và trên tiền tuyến, chứng kiến các cuộc đối đầu ác liệt. Tờ The Nation UAE đưa tin, Ukraine đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc xung đột kéo dài với Nga, đặc biệt là trước những diễn biến gần đây khi Moscow tiến hành tấn công toàn lực trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ báo cáo rằng Ukraine gần đây đã mất quyền kiểm soát khoảng 700 km vuông lãnh thổ, đây là mức tổn thất lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022. Theo đó, các lực lượng Nga hiện đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Trung bình, Ukraine đang mất khoảng 22 km vuông lãnh thổ mỗi ngày. Trên một mặt trận dài 1.000 km, quân đội Ukraine đang chịu áp lực lớn với nguy cơ bị bao vây và tổn thất. Như thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 12, các lực lượng nước này đã kiểm soát được hai khu dân cư Ilinka và Petroka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Hiện quân đội Nga kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine. Các dữ liệu nguồn mở cho thấy tốc độ tiến quân của Nga ở vùng Donetsk trong hai tháng qua là nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Trước đó, ngày 30 tháng 11, người đứng đầu nhóm làm việc phụ trách điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine của Bộ Quốc phòng Đức, Thiếu tướng Christian Freding cho biết, quân đội Ukraine sẽ phải rút khỏi thành phố chiến lược Pokrovsk, Nga gọi là Krasnoyarsk, thuộc tỉnh Donetsk trong vòng một tháng, hoặc chậm nhất là vào đầu năm 2025. Ông Freding cho rằng việc quân đội Ukraine để mất thành phố này là điều không thể tránh khỏi, và đây là trung tâm giao thông trọng yếu, nơi có nhiều tuyến đường bộ và đường sắt giao nhau, rất quan trọng cho việc tiến hành các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Ở ngoài ô Pokoroska, ông Fredin lưu ý, tình hình đã rất nguyên cấp với quân đội Ukraine, nhưng ở các khu vực khác của mặt trận, tình hình cũng bất lợi cho phía Kiev. Trên các hướng, quyền chủ động đều thuộc về quân đội Nga. Vị tướng Đức cũng chỉ ra rằng ở khu vực Kursk, dưới áp lực ngày càng tăng của quân đội Nga, các đơn vị của Ukraine đang phải rút lui. Với những diễn biến trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang tìm cách đạt được những ưu thế lớn trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Quân đội Nga mới đây đã công bố video xe chiến đấu bộ binh hạng nặng BMPT Terminator 3 hiệp đồng với tăng thiết giáp tấn công cứ điểm Ukraine tại thành trì Kurakove thuộc tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, Phương tiện bay không người lái của đơn vị trinh sát phát hiện cứ điểm Ukraine trong khu rừng gần Kurakove. Đơn vị xung kích gồm hai xe tăng chủ lực T-80BV và xe chiến đấu bộ binh BMPT-3 được điều tới tiến công, giành mục tiêu này. Video được truyền hình quân đội Nga công bố cho thấy xe BMPT Terminator 3 kẻ hủy diệt, được lắp lồng đối phó drone, liên tục khai hỏa pháo tự động 30mm và tên lửa dẫn đường để chế áp vị trí của quân đội Ukraine xe tăng lắp bộ cày mìn và giáp mai rùa dẫn đầu nhóm xung kích theo sau là hai xe tăng t 80 bv và các phương tiện cơ giới khác xe tăng mang giáp mai rùa sau đó vòng lại xe chiến đấu bộ binh bmpt terminator 3 tiến lên và nã đạn về phía cứ điểm đối phương nhờ lớp bảo vệ bổ sung xe bmpt terminator 3 hoạt động đúng như biệt danh kẻ hủy diệt của mình phương tiện có khả năng sống sót cao nhờ công sức của kỹ thuật viên họ luôn chỉnh sửa lại lớp giáp trên xe sau mỗi trận đánh BMPT Terminator 3 bắt đầu được Nga đưa vào trang bị với số lượng lớn. Được biết, biến thể này được phát triển và hoàn thiện từ kinh nghiệm từ hai phiên bản tiền nhiệm là BMPT-72 Terminator 2 và BMPT Terminator 1. BMPT-3 được phát triển vào năm 2013, được thử lửa tại chiến trường Syria trong giai đoạn 2014-2019. Có thể nói rằng BMPT thế hệ thứ ba đã hội tụ sức mạnh của hai phiên bản trước đó. Nga bắt đầu phát triển phiên bản BMPT thế hệ thứ nhất vào năm 1995. Biến thể này sử dụng khung gầm xe tăng T-90. Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky ngày 29 tháng 11 tuyên bố việc trao cho Kiev tư cách thành viên NATO trong khi vẫn tạm thời chấp nhận Nga kiểm soát một số vùng lãnh thổ nước này có thể là giải pháp chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm. Tuy nhiên, tuyên bố của nhà lãnh đạo Kiev có thể mang tác dụng ngược. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrei Sibiha cũng gửi một bức thư có nội dung tương tự tới người đứng đầu cơ quan ngoại giao của NATO trong thư ukraine thúc giục các đối tác nato gửi lời mời kiev tham dự một cuộc họp ở bruxelles vào tuần tới để sớm gia nhập liên minh quân sự này đây được xem là nỗ lực mới của ukraine nhằm đảm bảo lời mời gia nhập nato sớm nhất có thể và là một phần trong kế hoạch chiến thắng được tổng thống zelensky vạch ra vào tháng trước nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay điều này cũng cho thấy dấu hiệu xuống thang rõ ràng của nhà lãnh đạo kiev trái ngược với lời từ chối thẳng thường khi ông trump đưa ra đề xuất này trong một cuộc phỏng vấn trước đó Cựu chuyên gia phân tích của CIA Ray McGovern nhận định, có nhiều khả năng chính quyền mới của ông Trump sẽ buộc Ukraine phải nhượng bộ bốn vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia mà Nga đã sắp nhập vào tháng 9 năm 2022. Nga cũng đang tiến quân ở Donbass với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xung đột nổ ra và hiện nắm quyền kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine. Reuters dẫn lời một nguồn tin quân sự cấp cao cho biết Kiev đã mất hơn 40% thành quả quân sự ở khu vực Kursk mà quân đội nước này nhanh chóng kiểm soát được trong cuộc tấn công bất ngờ vào đầu tháng 8. Áp lực quân sự từ phía Nga, cộng thêm khả năng dòng chảy viện trợ từ Mỹ bị cắt đứt sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đã buộc Ukraine phải đảo ngược các quyết định trước nó nhằm tháo gỡ nút thắt hiện tại. Theo ông Tony Brenton, cựu đại sứ Anh tại Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chơi một trò chơi rất tinh vi khi kêu gọi đặt các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, nằm dưới sự bảo trợ của NATO. Nhưng không có gì đảm bảo Ukraine sẽ là bên thắng cuộc. Cựu đại sứ Anh chia sẻ với Sky News rằng ông Zelensky đã có một sự nhượng bộ khá lớn khi tuyên bố ông sẵn sàng ngừng bắn và sau đó đàm phán về việc trả lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine trong dài hạn. Tuy nhiên, ông cho biết Moscow có thể xem xét lời đề nghị của Tổng thống Ukraine theo một góc nhìn khác so với vị Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Donald Trump. Ông Tony cho biết Nga sẽ coi đây là một sự nhượng bộ của Ukraine điện kremlin có thể coi đây là một biểu hiện của sự yếu đuối và cho phép họ gây sức ép nhiều hơn đó là một mối nguy hiểm khi chúng ta đi sâu vào vấn đề này Ukraine từng hai lần nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022 và tháng 7 năm 2024. Tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Washington hồi tháng 7, 32 quốc gia thành viên đã tuyên bố Ukraine đang trên con đường không thể đảo ngược để gia nhập liên minh này. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay là quan điểm của NATO cho rằng đường biên giới Ukraine cần được phân định rõ ràng trước khi Kiev chính thức được ghi danh vào liên minh quân sự lớn nhất thế giới này. Điều này rất có xảy ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa tiến tới hồi kết và không một quốc gia châu Âu nào muốn thông qua một quyết định mạo hiểm như vậy tại thời điểm này. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã ký một đạo luật ngân sách liên bang cho năm 2025 và cho kế hoạch giai đoạn 2026-2027. Cụ thể, theo hãng thông tấn TASS, văn kiện này được công bố vào ngày 1 tháng 12 trên cổng thông tin chính thức của chính phủ Nga. Tài liệu dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP dự kiến đạt 214.575 tỷ rúp, tương đương 2.010 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, tăng nhẹ trong các năm 2026 và 2027, lần lượt là 2.160 tỷ đô la Mỹ và 2.330 tỷ đô la Mỹ. Doanh thu ngân sách liên bang trong năm 2025 dự kiến sẽ đạt 378,5 tỷ đô la Mỹ, đạt mức cao hơn trong năm 2026 và 2027 lần lượt là 393 tỷ đô la Mỹ và 405,34 tỷ đô la Mỹ. Tài liệu cũng đề cập những khoản chi ngân sách ưu tiên gồm các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh và quốc phòng, thúc đẩy khả năng tự chủ về công nghệ và phát triển cơ sở hạ tầng lạm phát trong năm 2025 được dự đoán ở mức 4,5% và giảm xuống còn 4% trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2027. Ngày 1 tháng 12, đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kyrgalas và Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa đã đến Kiev, Ukraine ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Phát biểu trước báo giới, ông Costa nhấn mạnh chuyến thăm nhằm thể hiện thông điệp sát cánh và ủng hộ Ukraine. Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo mới của EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo Viện Kien, châu Âu đã chi khoảng 125 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine, trong khi riêng Mỹ đã chi hơn 90 tỷ đô la Mỹ kể từ khi căng thẳng tại Nga và Ukraine leo thang tổng thống đắc cử mỹ donald trump đã bày tỏ hoài nghi về các khoản viện trợ khổng lồ của mỹ dành cho ukraine hiện nay và kêu gọi các nước eu làm nhiều hơn nữa trước đó bà kalas tuyên bố sẽ cố gắng thuyết phục ông trump rằng việc ủng hộ kiev là vì lợi ích của washington bà nhấn mạnh eu sẽ tiếp tục tìm cách đưa ukraine vào vị thế mạnh nhất khi ukraine quyết định đã đến lúc đàm phán với nga song thừa nhận khối này đang ngày càng khó khăn trong việc thống nhất các cách thức mới để tăng cường hỗ trợ cho ukraine Hà Lan vừa qua đã công bố việc chuyển giao thêm 3 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, qua đó củng cố thêm năng lực phòng thủ của nước này trước các cuộc tấn công từ Nga. Hệ thống tên lửa phòng không Patriot là một trong những hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất thế giới, được thiết kế để đánh chặn nhiều mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và máy bay. Hệ thống này sử dụng hệ thống radar mạnh mẽ để theo dõi mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa mục tiêu, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy trong việc đánh chặn các mối đe dọa đang đến gần. Hệ thống phòng không Patriot có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và được thiết kế để bảo vệ cơ sở tầng quan trọng, bao gồm các căn cứ quân sự, thành phố và cơ sở năng lượng khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc khiến nó trở thành một tài sản quan trọng trong các chiến lược phòng thủ đặc biệt là chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến do nga thực hiện chống lại ukraine việc bổ sung thêm 3 bệ phóng patriot từ hà lan sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của ukraine bổ sung cho các hệ thống hiện có từ đức và hoa kỳ và cung cấp một lá chắn mạnh mẽ hơn chống lại các mối đe dọa trên không khả năng phòng không của ukraine đã chịu sức ép đáng kể do các chiến dịch tên lửa liên tục của nga nhằm phá vỡ cơ sở tầng quan trọng và làm suy yếu quyết tâm của Ukraine. Việc chuyển giao các bệ phóng này từ Hà Lan là một phần trong nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không hiện đại nhằm ngăn chặn sự phá hủy thêm nữa. Hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo Patriot PAC-3 được Mỹ phát triển để thay thế hệ thống Night Hercules, là hệ thống phòng không tầm trung và tầm cao của Lầu Năm Góc, và thay thế hệ thống MIM-23 Hawk, hệ thống phòng không chiến thuật tầm trung của quân đội Mỹ. Cho đến nay, nó là một trong những hệ thống phòng không được phổ biến rộng rãi nhất thế giới sau F-300 của Nga khi có tới 16 quốc gia đang sử dụng, khác với F-300 chưa một lần được ghi nhận thực chiến. Hệ thống Patriot PAC-3 đã nhiều lần tham chiến và từng ghi nhận bắn hạ các máy bay và tên lửa của đối phương. Hiện nay, phiên bản mới nhất của hệ thống này có khả năng tiêu diệt mục tiêu với phương thức hit to kill, tức truy đuổi và tiêu diệt mục tiêu bằng động năng thay vì dùng đầu đạn nổ mạnh. Vào ngày 1 tháng 12, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại mới của EU và Kaja Kalas và Chủ tịch Ủy ban châu EC Antonio Costa đã tới Kiev, một động thái nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine trong ngày đầu tiên nhậm chức. Chủ tịch EC Antonio Costa nhấn mạnh việc các nhà lãnh đạo EU tới Kiev thể hiện thông điệp rõ ràng rằng EU ủng hộ Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình, nhất là vào thời điểm này. Dự kiến, các nhà lãnh đạo mới của EU sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước đó, ông Zelensky kêu gọi các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đảm bảo an ninh cho Kiev. Trong khi đó, bà Kalas cho rằng EU nên cân nhắc tới mọi rủi ro liên quan tới việc gửi quân đội EU đến Ukraine. Người đứng đầu chính sách đối ngoại mới của EU cho biết khối này sẽ tiếp tục tìm cách viện trợ Ukraine, cũng như kêu gọi chính quyền Washington tiếp tục ủng hộ Kiev vì lợi ích của chính nước Mỹ việc tổng thống đắc cử mỹ donald trump sắp trở lại nhà trắng đặt ra những câu hỏi xung quanh sự ủng hộ của washington cùng các đồng minh phương tây với kiev cũng như liệu nhà lãnh đạo mới của mỹ có khiến kiev phải đưa ra những nhượng bộ để nhanh chóng đạt một thỏa thuận hòa bình trang defense news mới đây dẫn lời các binh sĩ luật sư và quan chức ukraine cho biết hàng ngàn binh sĩ đã đào ngũ bỏ trốn khỏi các vị trí chiến đấu ở tiền tuyến một số chỉ huy và binh sĩ cho biết ở nhiều nơi toàn bộ đơn vị rời bỏ vị trí bỏ lại phòng tuyến trước nguy cơ bị đối phương kiểm soát trong khi đồng đội gặp nguy hiểm một số người xin nghỉ vì lý do y tế nhưng sau đó không quay trở lại, một số xung đột với chỉ huy và không chấp hành mệnh lệnh, đôi khi ngay giữa lúc chiến đấu. Một số người bày tỏ cảm thấy mệt mỏi vì cường độ chiến sự, bị ảnh hưởng tâm lý lẫn cảm xúc. Họ cảm thấy có lỗi vì không thể duy trì ý chí chiến đấu, giận dữ về việc điều hành và thất vọng về khả năng không thể giành chiến thắng. Một sĩ quan của lữ đoàn 72 của Ukraine cho hay lực lượng đã bị vắt kiệt sức lực và việc bỏ trốn của binh sĩ là một trong những lý do chính khiến Kiev để mất thị trấn Uleda hồi tháng 10. Số liệu của Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho thấy đã có hơn 100.000 binh sĩ bị buộc tội theo luật đào ngũ từ tháng 2 năm 2022. Gần nửa số đó vắng mặt không xin phép trong năm qua sau khi Ukraine mở chiến dịch huy động quân gây tranh cãi. Con số đó được đánh giá là rất lớn khi số binh sĩ Ukraine đang tham chiến trước đợt huy động quân ước tính là 300.000 người. Số binh sĩ bỏ trốn thực tế được cho là có thể nhiều hơn. Việc đào ngũ đang lấy đi nhân lực cần thiết cho quân đội Ukraine và ảnh hưởng đến kế hoạch chiến đấu giữa thời điểm quan trọng, có thể gây bất lợi cho nước này trong các cuộc đàm phán ngừng bắn trong tương lai. Nhà phân tích quân sự độc lập Oleksandr Kovalenko tại Kiev nhận định đây là vấn đề nghiêm trọng, đây là năm thứ ba của cuộc chiến và vấn đề này sẽ chỉ trầm trọng hơn mà thôi. Mới đây, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zorysky ngày 29 tháng 11 cho biết lực lượng Ukraine đôn trú gần thị trấn Pokrovsk và Kurakove thuộc tỉnh Donetsk sẽ được cung cấp thêm quân sự bị, vũ khí và nhiều thiết bị quân sự khác. Tuyên bố của ông Zorysky được đưa ra trong bối cảnh Nga đang giành được nhiều lợi thế trên chiến trường. Các quan chức Ukraine ngày càng lo ngại về khả năng Nga sẽ tuyến quân vào khu vực Zaporizhia ở phía nam, trong khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến về phía đông, tập trung vào Pokrovsk và Kurakove. Theo hãng tin độc lập Agentsvo của Nga, quân đội nước này đã giành kiểm soát 234,79 km vuông lãnh thổ trong tuần qua, phá vỡ kỷ lục trong năm 2024.